Giá vé bây giờ là bao nhiêu anh nhỉ? Có 100 một cái thôi. 100 là khán đài gì? Khán đài A. Cửa đẹp. Giá nhà nước như nào cũng như vậy. Cũng khá là hợp lý đấy chị nhỉ. Chứ sao? Chào chị, cho em hỏi là chị fan chị hôm nay chị đến cổ vũ cho câu lạc bộ nào ạ? Chị đến cổ vũ cho câu lạc bộ Hà Nội. Hà Nội à? Vâng. Theo chị, so với Viettel thì khả năng chiến thắng của Hà Nội trong trận đấu ngày hôm nay sẽ là bao nhiêu phần trăm? So với kinh nghiệm của chị trước trận mà Hà Nội gặp Viettel thì khá là nhiều trận mà Hà Nội có thể giành chiến thắng ấy. Đây cũng là trận mà chị hy vọng là Hà Nội sẽ có thể giành chiến thắng. Vâng. Trước câu lạc bộ Viettel. Thì theo ở kỳ chuyển nhượng vừa rồi ấy, thì Hà Nội có một ngoại binh đó chính là Bruno. Tiền đạo và Giovane, thì Bruno chính là tiền đạo của câu lạc bộ Viettel ở mùa giải vừa rồi. Thì theo chị là Bruno có ghi bàn trong trận đấu ngày hôm nay để giúp Hà Nội hạ gục chính đội bóng cũ của mình hay không nhỉ? Cái này cũng khó nhỉ, bên tình và bên thì cũng hơi khó chọn nhỉ. Nhưng mà chị nghĩ là Bruno với cái sự ra mắt này thì chị nghĩ là Bruno sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất cái khả năng của mình ghi bàn trước câu lạc bộ Viettel để mang về chiến thắng cho câu lạc bộ. Vâng. Chị thấy không khí hôm nay ở sân vận động Hàng Đẫy thế nào? Chị nghĩ là trong ngày đầu năm 2021 thì mọi người rất là mong chờ cái trận cầu mà derby của Hà Nội. Thì chị thấy mọi người đến khá là đông rồi, xếp hàng rất là lâu rồi. Thì hôm nay cũng khá là sôi nổi đấy. Vâng, thế chị có lời chúc nào dành cho các cầu thủ Hà Nội trước khi bước vào trận đấu với câu lạc bộ Viettel không? Tôi chúc các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội có thể giữ vững phong độ và thể hiện tốt nhất cái màn trình diễn trước câu lạc bộ tiếp theo. Hy vọng là câu lạc bộ Hà Nội sẽ thắng ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn ạ.